quả bài kiểm tra lần này là của bạn Lan là được đạt điểm cao nhất nha. Và kế tiếp là bạn Hạnh. Hai bạn điểm cũng tương đương nhau, nhưng mà bạn Lan thì điểm trên hơn một tí xíu. Hạnh, em cố gắng thêm chút nữa nha. Thật là đáng ghét, cái con nhỏ xấu xí này lần nào nó cũng cao hơn điểm mình, tức thiệt chứ. Dạ, em cảm ơn cô, em sẽ cố gắng hơn nữa. Đúng rồi, hai bả học dở nhất lớp, nhưng mà một người xấu, một người đẹp. Ừ, mà quên nữa, sắp tới nhà trường mình sẽ chọn ra một người có học lực giỏi nhất và làm gương mặt đại diện cho trường mình đó, để đi thi ở trên tỉnh. Và cô quyết định thì lớp mình là có hai bạn, đó là bạn Lan và bạn Hạnh, cho nên là hai em cần cố gắng trong thời gian sắp tới nha. Còn bây giờ thì chúng ta tan học. Trời ơi, gương mặt đại diện, mình nghe thôi là mình đã biết ai là cái người được đứng ra để làm gương mặt đại diện cho trường rồi. Trong cái trường này thì nhan sắc ai mà đẹp qua mình nữa. Hạnh mà nói đúng ha. Nói chung là Lan cũng học giỏi, nhưng mà Lan thì xấu xí ấy, thấy kia xấu mà lại hết chỗ chê luôn, xấu ít phần thiên hạ thì làm sao mà làm gương mặt đại diện được. Tất nhiên chắc chắn là cô sẽ chọn Hạnh rồi. Mình xấu xí như thế này thì làm sao mà làm gương mặt đại diện cho trường được. Chắc lần này mình thua cuộc rồi. Thôi thì mình đành nhường cho bạn Hạnh vậy. Bạn ấy vừa xinh đẹp với lại cũng học giỏi mà. Hình như kia là con nhỏ xấu xí, mình phải cho nó một bài học mới được. Dám hả, cao điểm hơn tao hả? Nè, ê con nhỏ xấu xí kia. Bạn gọi mình hả? Không gọi mày chẳng lẽ gọi tao à? Trong cái trường này ai mà xấu xí qua mày? Nếu mà có cuộc thi ai xấu xí nhất, chắc chắn là mày được hạng nhất rồi. Mình... sao bạn lại nói mình như vậy? Ủa chứ muốn nói sao? Giờ chẳng lẽ mày muốn tao khen mày là đẹp quá hả? Nhưng nè, hôm nay tao sẽ cho mày một bài học. Mày dám cao điểm hơn tao hả? Lần nào mày cũng cao hơn tao, thật là vô lý. Mày vừa xấu thế kia, mày có học giỏi bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không được tích sự gì đâu. Lần này tao sẽ cho biết. Mày hả? Cái đồ yếu xìu, vừa mới đụng tí xíu là té ngửa rồi, vừa xấu mà còn vừa yếu nữa. Tại sao bạn lại đẩy mình? Mình có làm gì bạn đâu. Đúng rồi, mày không làm gì tao, nhưng mà tao thấy mày xấu quá, cho nên tao ghét được không? Nếu như một ngày nào đó mày trở nên xinh đẹp hơn tao đi, phải hơn tao nha, chứ bằng tao là cũng không được đâu, thì lúc đó tao sẽ không còn ghét mày nữa. Đúng là đồ xấu xí. Thôi, tao đi về đây, lo mày về nhà chăm chút lại cái gương mặt của mình đi. Mình có muốn xấu như vậy đâu, tại sao mọi người ai cũng ghét mình hết kia. Này, cháu bé, cháu có thể giúp bà được không? Bà đói quá, mấy bữa nay bà không có gì nhét bụng hết. Trời ơi, cái bà già hôi hám này, tại sao bà lại đụng vô người tôi chứ? Cái người xinh đẹp thơm tho như tôi, trời ơi là trời, dơ hết người tôi rồi. Ở đâu ra một bà già xấu xí, hôi thối như thế này, thiệt là bực mình hết sức. Cái ngày gì mà mình gặp toàn là người xấu xí gì không biết nữa. Bà tránh xa tôi ra nha. Cô bé, xin hãy giúp ta. Ủa, bà ơi. Cháu gái. Mà bà không sợ cháu ư? Cháu xấu như thế này, ai cũng kêu nhìn cháu như ma. Không, cháu không có xấu. Cháu có thể giúp bà được không? Bà đói quá, bà đã không ăn gì mấy ngày rồi. Dạ đây, cháu có ly trà sữa nè, cháu mới mua luôn á. Thôi bà uống đỡ, cho đỡ đói nha ba. Xíu nữa chiều bà còn ở đây thì con sẽ đem đồ ăn ra cho bà nha. Cháu bé thật là tốt bụng, ta cảm ơn con nhiều nha. Dạ, đâu có gì đâu. Mà bà không sợ con sao? Không, bà không sợ con. Con rất là xinh đẹp, lại còn lương thiện nữa. Bà này, chưa có ai khen con xinh đẹp bao giờ hết á. Toàn là chê con là đồ ma, là đồ xấu xí thôi. Mà thôi, muộn rồi, con về đây. Ta nói thiệt, con rất là xinh đẹp. Không tin thì con cứ về nhà đi, mọi người sẽ khen con thật là xinh đẹp. Không bao giờ có chuyện đó đâu bà à, con về đây. Ủa, ai mà đẹp vậy ta? Trong trường mình còn có người đẹp hơn bà Hạnh sao ta? Ủa, bạn làm gì vậy? Hả Tuyết? Không nhận ra mình hả? Mình là Lan nè. Cái gì? Lan hả? Sao nay bà đẹp dữ vậy? Mình đẹp thiệt hả? Đúng rồi, bà rất đẹp luôn là đằng khác. Đẹp hơn cả bà Hạnh luôn. Trời ơi, không thể tin được. Bà sử dụng, bà xài cái gì mà tự nhiên bà đẹp vậy? Mình đâu có xài gì đâu. Hay là bà lão đó nói đúng sự thật, khi mà mình trở về mình sẽ xinh đẹp. Rồi Hạnh, mặt bà bị gì mà sao nay nổi mụn nhiều vậy?
Tôi cũng chả biết nữa. Chắc là ăn đồ nóng nhiều quá. Tự nhiên sắp tới ngày để chọn ra gương mặt đại diện mà mặt tôi bị mụn như thế này, thiệt bực bội. Mà thôi, nói chung mặt mình bị mụn đi chăng nữa thì vẫn đẹp hơn cái con nhỏ Lan kia. Trời, bà sai rồi nha. Bà Lan, hôm nay bà đẹp tuyệt vời, đẹp hơn cả bà lúc mà mặt bà chưa mụn nữa kìa. Ủa, bà nói đúng không vậy? Đúng, kìa, nói vô kìa, nhìn đi, đẹp xuất sắc. Ơ, tại sao lại như thế được? Thiệt là tức chết đi được mà, tại sao nó đẹp như vậy? Ủa, sao các bạn nhìn mình dữ vậy? Trời ơi, sao hôm nay bà Lan mới đẹp dữ vậy ta? Nhưng mà nhìn lại bà Hạnh, bà không còn đẹp như xưa nữa. Trời đất ơi, chuyện này là như thế nào đấy hả? Tại sao mặt mình tự nhiên ngỡ mụn ngay lúc này? Mà con Lan, tại sao nó lại tự nhiên mà đẹp lên như vậy? Rõ ràng trên mặt nó có một cái bớt thật to. Mình cũng không biết nữa. Tự nhiên mình về nhà ngủ một giấc tới sáng thì mình đã như vậy rồi. Thật là kỳ lạ ha. Bà không xài gì luôn á hả? Không, mình không có xài gì hết trơn luôn á. Ôi, thiệt là bực mình quá đi mà. À, hôm nay cô sẽ bắt đầu chọn gương mặt đại diện cho trường nha. Và người chọn cô sẽ chọn là bạn Lan. Ủa, nhưng mà sao hôm nay cô thấy Lan đẹp quá vậy? Dạ, em cảm ơn cô đã khen, em cũng không biết nữa. Thôi, các em đã rõ, còn có ai có ý kiến gì nữa không? Em có ý kiến. Tại sao em đẹp như vậy, em cũng học giỏi như vậy mà em không được, mà lại là con Lan, xấu xí kìa chứ. Tại sao em lại nói bạn như vậy hả Hạnh? Bây giờ em nhìn coi, Lan có còn xấu xí nữa không? Đúng rồi, Lan không còn xấu xí nữa, mà Lan trở nên rất là xinh đẹp. Tôi thấy có bà bây giờ là xấu đó. Đúng là nghiệp mà, suốt ngày cứ ăn ức hiếp người ta, khinh thường người ta. Bây giờ nhìn cái mặt đi, nổi quá trời mụn luôn. Nè, hai bà có im ngay đi không hả? Đợi đi, ngày mai ngày mốt tôi sẽ hết mụn và tôi sẽ xinh đẹp, xinh đẹp trở lại. Và con Lan nó sẽ không có cơ hội để trở thành người đẹp nhất cái trường này đâu. Tôi nói nghe nè, tôi nói thiệt tình bà đừng có buồn nha. Nếu như mặt bà mà có hết mụn đi chăng nữa thì bà cũng không có đẹp bằng Lan đâu. Lan chẳng qua là bị vết bớt đó, nhưng mà bây giờ hết bớt thì gương mặt đẹp, Lan đẹp xuất sắc, đẹp hoàn hảo. Dù học giỏi lại còn đẹp như vậy thì tất nhiên gương mặt đại diện của trường thuộc về Lan là đúng rồi. Rồi thôi được rồi, cô quyết định như vậy nha. Cả lớp cứ như vậy mà làm. Thôi bây giờ ra về. À, mình không cam tâm mà. Tại sao lại như vậy cơ chứ? Ta-da, và thế là câu chuyện của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi. Qua câu chuyện này chỉ thì các em học rút ra được bài học, đó chính là đừng bao giờ xem thường người khác hết nha. Còn bây giờ thì bye bye, và hẹn gặp lại các em ở video sau nha.